Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay shop của em mình sẽ khui cái loa Fender. Con này là con Twist. Thì con này là dòng cao hơn cả Monterey. Và cái màu của nó là màu cam cam. Mặt lưới nó sẽ là màu vàng, cũng khá là đẹp ha mọi người. Ok, thì đây là cái thùng cạch tông của nó nha. Thì đây khi chúng ta khui ra sẽ như thế này. Ok, thì Fender mình con này là Monterey Twist, là vẫn là dòng Monterey mà dòng Twist nha mọi người. Đó, ok. Thì ở phía dưới đây thì anh em có thấy là đây cái màu vàng bọc vải rất là đẹp luôn. Đó, phía mặt trên thì con này sẽ có con nét Bluetooth mini và RCA suột ha, be volume trap bass đầy đủ hết. Đó, như mọi người có thấy trên cái video ha. Rồi mình sẽ khui ra thử nha. Công suất thì nói chung là nó cũng xem con Monterey thôi. Thì trong đây chúng ta sẽ có là một sợi dây RCA sang 3.5, rồi thêm nữa là một cái sợi dây nữa. Wow, nhiều dây quá, 4 sợi à. Đây là những sách hướng dẫn ha. Đó, đây tôi úp ẩm thôi nha. Đây là con Monterey Twist. Con này âm thanh thì khỏi nói rồi các bạn ha, bass đánh rất là chắc và lực ha. Tên Fender Mexico Industry. Đó. Cái tem này dán mình thấy lột ra mấy hồi với lại nó cũng không được đẹp cho lắm. Nhưng một cái tem nhỏ mình có thể dán ngay góc này cũng được. Mà dán vậy hơi vô duyên tí xíu thôi. Rồi ok. Monterey Twist thì cái lo ok. Con này thì sẽ có cái quai sắt ha mọi người. Thì cái bản màu đen á, thì nó sẽ không có quai màu nâu như thế này. Và cái vỏ ngoài giống như bằng vải bố, nó sẽ rất là nhám nha. Nó giống như cái mặt lưới của con Marshall Stemmo 1 vậy đó. Mà cứ là màu vàng nó sẽ rất là khó dơ, xài trường kỳ 5 tháng luôn. Phía mặt trước này thì nó sẽ là màu vàng kết hợp với màu nâu, và cái logo màu nâu rất là nổi và đặc trưng. Phía đây thì chúng ta có thể thấy là chỉnh volume nè, một cái núm rất là đặc trưng của đến từ nhà Fender của Mỹ ha. Đó, không có pin nha. Đó, thì nó cũng giống tương tự như cái con kia mà nó sẽ bự hơn tí xíu thôi. Và cái nguồn công suất tiêu thụ của cái chiếc lo này anh em có thể thấy là lên đến là 90W input power đầu vào, 100 đến 240 ha, có nghĩa là anh em có thể xài trên toàn thế giới được, điện nước nào xài cũng được đó nha. Con này sẽ sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Đó, đây là cái cổng RCA nè, và đây là cái cổng input nè. Rồi hết. Rồi thì về chất âm á, thì mình nghĩ nó cũng giống như commentary những cái đợt giúp mình làm, thì mình sẽ test một hai bài cho anh em xem thử, nghe thử cái con này nó như thế nào ha. Còn chủ yếu là về màu sắc ha. Đừng đi, đừng nói có
cái của mình giờ xa xôi, giờ xa xôi. Em từng mơ ước một lần được mang chiếc áo.